Chào các bạn nhé. Thì đây là một cái bo của cái bếp từ mà hiện tượng là chạy mà không phát xung, không báo lỗi. Thì bây giờ sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân dẫn đến cái lỗi này và chúng ta phân tích để chúng ta phục vụ quá trình sửa chữa cái bo bếp từ này nói riêng và những cái bo bếp từ nói chung nhé. Thì bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên cho các bạn là tham khảo nó như thế này. Đây. Tôi bấm khởi động. Nó đang ở mức 6. Đây, chuyển mức bảng. Tăng giảm được cái nhiệt độ này. Nhưng mà không thấy phát xung. Tức là cái nồi này này không thấy phát xung gì cả. Đấy. Mà nó cứ thế này nó không báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân và chúng ta kiểm tra những cái gì để ta tìm ra cái bệnh này. Đó, nó cứ chạy suốt thôi, chúng ta thấy không phát xung gì cả. Đấy, dòng không ăn nhé, không ăn dòng, không phát xung không gì hết, không báo lỗi gì hết. Thì bây giờ ta phải cần kiểm tra những cái mạch gì. Rồi, bây tôi sẽ tắt đi. Ta cần kiểm tra những cái mạch trên cái bo tiết từ thực tế này để ta tìm ra cái đâu là cái nguyên nhân dẫn đến nó không phát xung và nó không báo lỗi thế này nha các bạn. Rồi, đây là cái điện đầu vào đấy, đi vào đi qua cầu chì, đang đi qua cầu chì, đang đi qua thẳng vào đi. Đây là cầu diode chỉnh lưu ra cái điện áp cấp 300V cho công suất, đồng thời nó trích ra một cái đường qua một cái điện trở hai cái diode đấy nhá. Thì đi vào cái nguồn cấp trước, rồi từ cái đầu con diode này nó sẽ đi qua hai cái mạch chia ra hai nhánh, đó là một nhánh theo dõi cái điện áp đầu vào ấy, cao thấp ấy, và một nhánh đi qua điện trở song song với cái tụ này. Đây điện áp nhận biết cái tín hiệu AC nhá, xung ý. Đấy, thì đây là cái mạch nhận nồi. Chúng ta thấy ở đây chúng ta thấy có từ chân C của con IGBT chúng ta thấy có một cái mạch thông qua một loạt cái điện trở này. Đấy, đi về đây là một đường từ đầu vào điện DC 300V đi qua điện trở đi vào một đoạn đây. Cái mạch nhận nồi này nó kết hợp với con LM339, đây là con IC khuếch đại thuật toán. Đấy. Cái mạch quá dòng của cái bếp này nó sử dụng quá dòng bị sử dụng biến áp CT. Đây các bạn, đây là cái biến áp cảm biến dòng CT này. Biến áp CT này, nó kết hợp với một số linh kiện điện trở này, còn 5V này, đây là con kia với con gì đấy, con biến trở để chúng ta chỉnh cái dòng làm việc của con IGBT nha. Con này có trị giá là 501. Thông qua cái mạch cụ thể này thì tôi đã kiểm tra những cái gì ạ? Tôi đã kiểm tra cái điện áp đầu vào, tức là theo dõi cái điện áp đầu vào. Tôi gọi là OBV đấy, thì cái điện áp này ok nha. Nếu mất cái điện áp này, sai điện áp này nó sẽ báo lỗi. Và cái tín hiệu theo dõi cái tín hiệu ở xung xung điện này. Tín hiệu gần như tiêu hóa tôi gọi như ACDS đấy. Đấy, báo về xử lý thì cái này đã kiểm tra hết rồi. Phần mạch nhận nồi thì đã ok nhá. Phần mạch nhận nồi tức là nó không báo lỗi nhận nồi, mà khi ta đang để nồi ta bấm ta đang nồi ta bỏ nồi ra thì nó báo lỗi, thì chứng tỏ là gì, cái phần nhận nồi vẫn tốt. Cái phần cảm biến dòng nó kiểm tra được cái gì? Cảm biến dòng nó kiểm tra cái bản thân cái biến áp CT này không đứt, tức cái linh kiện đi ốt điện trở không ok hết, trên đường mạch không đứt. Cái con biến trở 501 này đã thay và đã nối tắt và đã thay tất cả các linh kiện đi về vi xử lý này của cảm biến dòng, đo là ok hết, không vấn đề gì cả. Rồi tiếp tục kiểm tra đến cái khối driver. Đấy. Cái khối driver này nói để cho các bạn hiểu này, chúng ta phân tích cái khối driver của cái mạch này thì tôi có vẽ ra cho các bạn cái sơ đồ của cái khối driver để chúng ta tìm hiểu nghiên cứu cái bệnh này nhé. Đây.
tôi vẽ trước cho để mất thời gian. Thì đây là cái mâm từ 300V cấp vào, đây là mâm từ, đây là con IGBT. Thì gồm có 4 con transistor cộng nguồn 18V và lệnh vi xử lý này, thì chúng ta đây có mạch toàn bộ cái mạch driver. Đấy, để đưa cái xung điện của 18V đến cái chân G này. Đấy, thì các bạn biết mạch nhân nồi nó sẽ xuất phát ở hai cái điểm điểm đầu và đằng sau con dây của mâm từ. Cái này ta và phân tích mà nó không lỗi. Một cái lưu ý khác, chúng ta thấy ở khác với một số các mạch driver trong biết từ khác, chúng ta thấy ngay cái điểm chân B chung ý. Đây, chân B chung tức là chân B của con Q3 và con Q2 này. Đấy, chúng ta thấy nó đi vào cái đầu ra của một con chân chân xa cha là chân 13 của một cổng khuếch đại thuật toán con LM1339. Trong đó ngõ trừ là chân số 10, ngõ cộng là chân số 11. Ta nhìn thấy chân 10 này nó treo một cái điện trở lên 18V. Chân số 11 là chân cộng thì có điện trở lên 5V đi về vi xử lý điện trở nối mát, và đồng thời nó bấu vào mấy cái ngõ ra của chân số 2, tức là ngõ cổng vào so cổng 5 và cổng 1, chân 4. 4 trừ 5 cộng ra 2 đi vào điểm đây. Thì một cái khác biệt trong cái mạch này, tức là đã kiểm tra tất cả những cái vấn đề trong cần phải kiểm tra, và đến cuối cùng đến cái mạch driver này. Như các bạn đã biết, nếu nó đã phát xung ra, nếu vi xử lý đã phát xung ra mà không có hồi tiếp ở mạch nhận nồi báo về thì sẽ báo lỗi, không có nồi. Còn nếu điện áp đầu vào cao thấp mất hay là tín hiệu không có thì đều sinh ra lỗi hết. Sensor cũng lỗi hết. Đấy, bằng cách test thử, rút thử từng cái vẫn có lỗi hết, kể cả nhân đường OBV, nhân đường ACDS. Được chưa? Bỏ mạch nhận nồi, tất mạch quá ròng đã kiểm tra hết các linh kiện, thay hết linh kiện, được chưa? Vẫn cứ lỗi. Mà cái đặc biệt điểm phát hiện ở đây này, chúng ta thấy ngay cái chân số 13 ra đây này, thì cái bo mạch này thì đã có người sửa rồi, có người sờ vào rồi. Ngay cái chân số 13 này, bây giờ tôi đo hiện tại ngay cái chân 13 này, bây giờ nó ra mức thấp là 0V ở đây. Theo như ta phân tích ở cái chỗ này, cái điện áp ở chỗ chân B hai con Q3 và Q2 này thì nó phải có là mức cao và mức thấp, tức là mức có vôn và mức không vôn, thì làm con Q3 này dẫn, con Q2 này nghỉ, con Q2 này nghỉ, con Q3 này dẫn, thì cái chỗ điện áp này nó phải thay đổi mức thấp mức cao nhá. Thì nhưng mà bây giờ tại cái chân ra là con cổng IC có thể thuật toán này nó lại ra mức không vôn, tức là nó kéo tất cái điện áp chỗ này, bên này nó có thay đổi đi chăng nữa, làm con này ngưng dẫn được không dẫn để chỗ này nó có vôn, nhưng vì do cái chân này nó kéo tất số điện áp thấp nên hai con này nó không mở được. Mà hai con mở này không mở được thì con này nó sẽ không dẫn được. Mà tại sao không dẫn được thì nó lại không báo lỗi ở cái mạch nhân nồi này? Đây là một câu hỏi để ta phân tích, nó gọi là một câu hỏi. Đấy. Thì đo thực tế ở cái chân ngõ trừ này, ta đo ở đây nó được khoảng 6V hay 6V. Cái chân ngõ cộng này được hơn 2V. Thì bây giờ đặt ra cái câu hỏi là con điện trở này đang ở mạch thực tế với cái mạch này này, không biết thay thử như nào, nó ra đây là hơn 6K. Thì đo đây nó được hơn 6V. Thì tức là chân trừ bao giờ nó lớn hơn chân cộng, bởi vì xử lý chỗ này nó không thể xuất ra quá 5V được. Mà ta đo ở cái điểm này bây giờ nó là hơn 2V một tí. Thì lúc nào đây nó xuất ra 0V. Thì cái mạch này để làm gì trong cái mạch khối driver này? Cái mạch này thì tế nó là bảo vệ thôi. Khi có vấn đề gì mà cần cái đám này nó ngắt, tức là cái này không phát xung nữa, không cho điều khiển GPT, thì các bạn nó phải xuất ra một cái lệnh. Đấy. Thì bây giờ nếu mà cái chân đầu tiên ta phân tích này, nếu cái mạch này để hoạt động được cái chân ra số 13 này thì tôi nó phải là ở cái mức cao nhá, ở cái mức cao. Thì khi nó muốn khóa cái mạch này lại thì vi xử lý nó sẽ ra mức thấp, thì chân trừ nó phải lớn hơn chân cộng, lúc này ra không nó mới khóa cái mạch này. Thì bây giờ bật máy lên thì nó đã không vô đây, thì hoàn toàn không chạy được. Nhưng đặt cái câu hỏi tại sao cái hai con này nó không dẫn mà tại sao nó không báo lỗi, thì bây giờ ta đặt câu hỏi là liệu vi xử lý nó đã xuất phát, nó đã phát xung chưa. Đấy, thì cái thực tế với cái mạch này, vừa tí tôi đo cho các bạn xem, chân trừ bây giờ là 10 này, lớn hơn chân 11, tức là trừ lên cộng đây là 0V. Thì cái này nó có phát xung ra đây thì đây nó cũng không thể hoạt động được, vì đây là mức thấp kéo thật xung 0V. Thì bây giờ tôi đặt lập luật là giả thiết, thì bây giờ cái chân này là không liên quan, nó chỉ bảo vệ thôi, tức là bây giờ một tôi chỉnh cái chân 11 này, chỉnh chân 10 này cho nó thấp hơn chân 11 thì đây nó nhảy ra mức cao, thì là ok cái chỗ này là một. Hay là ta cắt ngay chân ra này, cách ngay chân ra này thì ta cô lập cái mạch này, thì nó lại xảy ra cái hiện tượng là nó chỉ phát xung có hai nhịp cạch 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 nhá, không bao lỗi gì cả đó. Mà tất cả các mạch kiểm tra thì cái này ta phải nghiên cứu sâu hơn một tí, ta phải test thử con CPU nhá.
Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho các bạn thấy được cái vấn đề này như thế này. Các bạn nhìn cái sơ đồ nhá, cái chân số 10 ngõ trừ của ICLM39 này nó chỉ có một điện trở lên 18V thôi. Đấy, hiện tại là con này là không biết thay được gì và như nó hơi 6 kg, nhưng mà tôi đã chỉnh cái điện áp chân trừ này bây giờ cho nó nhỏ chứ cộng ra mức cao và cắt bỏ cái mạch này thì nó sinh ra cái hiện tượng này. Thì bây giờ như thế này nhé, tức bây giờ tôi sẽ cô lập cái mạch bảo vệ, cô lập cái mạch bảo vệ tức là cái ngõ ra chân số 13 của con IC này này, ra đây nó đang ở mức 0V, mức thấp. Đây tôi bật này cho các bạn coi. Cái video này có thể hơi dài nhưng mà các bạn thông cảm. Đây tôi sẽ đo cho bác các bạn thấy. Đây nhá, là cái chân đây, chân này là chân đi vào chân C của con đèn đây. Đấy, và tức là điểm B của hai con đèn này, chúng ta hiểu đây nó là đang là 0V nhá. Bây là 0V thì tất cả cái chỗ hai cái chân B của con đèn như thế này, hai chân B này, tôi đo đây là đang là, tôi đo cái điểm này này, bây tôi đang cái điểm này bây giờ nó là 0V, thì cái mạch này nó có cho xung phát xung ra để thăm dò thì cái chỗ này nó đã trở về 0V hết, thì cái chỗ này nó không thể hoạt động được. Nhưng tại sao nó không báo lỗi? Thì bây giờ tôi sẽ cô lập, tôi cắt thử cái mạch này ra, thì tức là cái điểm này nó sẽ không bấu vào 0V nữa. Thì nếu có mạch này hoạt động thì nó sinh ra hoạt động như thế nào, nó có báo lỗi gì không nhá. Thì bằng cách tôi sẽ cô lập cho các bạn thấy. Giờ tôi sẽ tách cái chân này ra. Đây, tôi tách cái chân này ra. Tôi đã thử rồi, một là tách chân này ra, hai là tăng cái chân 11 chân cộng này, giảm chân trừ xuống để cho điện áp ra đến mức cao, nhưng nó xảy ra hiện tượng như thế này. Đây. Các bạn nhé. Đây tôi để nồi vào để tôi thử cho các bạn nhé. Nó có hiện tượng như thế này mà nó cũng không báo lỗi, báo lủng gì cả. Đấy các bạn thấy không? Nó cứ tạch tạch như vậy. Đấy. Nhưng mà khi ta ngắt bỏ cái đường này, cái đường mà ở cái chân số 13 của IC có thể thuật toán đi vào chân B hai con, nó mới xảy ra hiện tượng này. Nhá. Còn nếu ta bấu cái chân bảo vệ đây vào chân số 13 vào thì nó sẽ không có hiện tượng phát xung như này. Đấy. Thì bây giờ đặt câu hỏi nó lỗi cái gì? Và tổng những cái đường gì ta đã kiểm tra. Đấy. Ta kiểm tra về OVV, về mạch theo dõi xung, xung điện. Ta kiểm tra về mạch quá dòng. Ta kiểm tra về mạch nhân nồi. Ta kiểm tra về mạch driver. Trong đó ta phát hiện ra một cái vấn đề là tại cái chân số ra 13 này nó có hiện tượng do có người sửa thay thì cái đó mình chưa thể nói, nhưng mình hiểu cái mạch mình sẽ chỉnh cho nó có ra nó sẽ khác biệt như vậy, thì tại sao nó sinh ra cái hiện tượng này. Đấy, tạch 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 hai cái liền mà không báo lỗi. Như ta bỏ nồi ra nhé các bạn nhé, nếu tôi bỏ nồi ra thì đây các bạn nhìn đang tăng giảm bình thường nhé. Đấy, nó không báo lỗi gì cả. Thì bây tôi sẽ đang nồi này, tôi bỏ nồi ra xem nó hiện tượng gì. Đấy. Nó sẽ chuyển sang lỗi E1. Tức là nó không có nồi. Thì nó báo lỗi là đúng. Đấy. Thế bác các bạn cái hiểu thì tại sao khi mình hàn cái chân 13 vào để bảo vệ cho cái chân B2 con này, tại sao nó lại không báo lỗi mà khi ta không có nồi mà nó lại báo lỗi, bởi ta đặt vào nó sẽ lại hết báo lỗi. Nó lại phát xung hai dạng như này. Thì cái mạch này thì nó có một cái vấn đề phức tạp, tức là mình sẽ trao đổi với anh em và chúng ta cùng nhau tìm hiểu để tìm ra cái bàn này. Còn từ từ, không phải là cái gì cũng dễ và không phải cái gì khó, tức là ta sẽ tìm hiểu về người ta sửa, thì cái phần sau ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái phần này, ta sửa cái mạch này nhá. Video này vì nó quá dài thì ta dừng ở đây nhá.